Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Lời đầu tiên trong năm mới 2019 thì thay mặt đội ngũ thợ của Đồ Gỗ Tùng Tám là xin gửi lời kính chúc đến quý vị các bạn là một năm mới thật dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ ghế nghê đỉnh cột 14 của khách ở Hạ Hòa. Đây là sản phẩm trong đầu năm mới 2019 của chúng tôi. Bộ này thì gồm có 6 món, được chạm nghê, mặt bàn thì chạm sen cò, hàng hoàn thiện, đã hoàn thiện BU bóng, hàng đẹp. Đây là toàn cảnh của bộ sản phẩm đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh của bộ sản phẩm. Bên này là chiếc băng dài đây, tay chạm nghi và hàng dày dặn đấy, yếm vén đục hoa lá tây, yếm trước ghế là cong. Đây là toàn cảnh hai chiếc ghế đơn. Và video tôi đang quay hiện tại là trực tiếp tại xưởng của chúng tôi. Bên trong đây là xưởng sản xuất của chúng tôi đây. Những người thợ đang gấp rút để hoàn thiện hàng chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Rồi bây giờ tôi sẽ quay vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây là chiếc vang dài, quay từ phần chân này lên này. Chân là được đục đầu lân, chân xoáy, yếm đục hoa lá tây, yếm trước là cong, tay nghê, mặt ván liền, quần tranh dày dặn, vách đục tứ linh. Đấy, trường ghế đây là phần trường ghế đây, được chạm nghê nhìn rất là đẹp. Và hàng đã hoàn thiện BU bóng nhé. Hôm trước là tôi có quay video mọc của bộ sản phẩm này rồi, quý vị nào mà có thể xem lại video mọc của sản phẩm hôm trước tôi đã quay. Vách của chúng tôi là đục chạm tứ linh, long này, ly này, đây là quy. Còn phần vách phụ là được đục mai điểu. Đây là toàn cảnh chiếc vang dài, quý vị có thể thấy vân gỗ đây rất đẹp đây, chất liệu là bằng gỗ re gừng nhé. Về mẫu mã của bộ này thì là chúng tôi độc quyền luôn, trên thị trường không có hàng giống như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ quay sang phần bàn. Phần bàn là cũng được đục chạm rất là cầu kỳ đây. Ở phần này là chúng tôi có một cái ngăn kéo nhưng mà chưa lắp vào. Chân này thì xung quanh là hoa lá tây rất là sắc nét và tinh tế. Đây, vân gỗ tự nhiên. Mà mặt bàn là được đục chạm tích sen cò. Đấy, sen cò này rất là sinh động. Đây là cò này, giữa là sen này. Ngoài ra thì cần có những sinh vật khác ở dưới đồng lầy như là tôm hoặc cua. Rồi, phía trong này là chiếc bàn trà đây. Sẽ quay qua chiếc bàn trà. Rồi, còn bên này sẽ là hai chiếc ghế nhỏ. Nhìn toàn cảnh bộ này ở ngoài thì rất là khủng các bạn. Nhìn bệ vệ chắc chắn và rất là đẹp. Các bác mà muốn xem hàng có thể qua trực tiếp cơ sở chúng tôi để tham quan tại địa chỉ là Văn Khúc, Cập Kê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Ngoài ra trong xưởng của chúng tôi thì còn rất là nhiều hàng nữa đang hoàn thiện để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Sau khi kết thúc video này thì là chúng tôi sẽ chuẩn bị để bốc xếp bộ này lên để cho nhà khách hàng ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Được hoàn thiện rất là kỹ, nước sơn cực kỳ bóng luôn. Giờ tôi sẽ quay lại
toàn cảnh của bộ ghế một lần nữa cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình là 0987510806 hoặc là truy cập vào website đogotung8.com. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ chúng tôi và ra được những sản phẩm đẹp hơn nữa. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.